không còn thời gian nữa. Bây giờ người cần phải đưa ra quyết định ngay. Nương nương, thái tử, thái tử, hạ thần biết lúc này người đang lo lắng lắm, nhưng chúng ta cần phải trở về hoàng cung ngay. Ta biết rồi. Ngày mai ta sẽ đi gặp Demon. Cho tiểu nữ tới đây vì được nói rằng sẽ được vào gặp thái tử. Hãy để tiểu nữ gặp người đi. Được thôi. Chuyện với thứ Doãn Hành, ta không có lời nào bào chữa. Người đã mất đi phụ thân, cho ta xin lỗi. Mục đích hôm nay tiểu nữ tới đây không phải để được người xin lỗi đâu. Về chuyện phụ thân của người bị xử trảm, không phải là lỗi của thái tử. Chính thái tử đã ra lệnh cho phụ thân của tiểu nữ điều tra về thủy cục, nhưng sau đó cũng chính thái tử đã là người xử trảm cha của tiểu nữ trước mặt mọi người. Làm sao nương nương còn có thể phủ nhận điều đó được chứ? Chính tiểu nữ đã thấy, nếu không phải là thái tử thì ai mới là người chịu trách nhiệm cho cái chết của cha tiểu nữ đây chứ? Ngươi có từng nghe tới Demon, một bậc thầy dạy con rối không? Nương nương, nhân vật bí ẩn đó sẽ không xóa được tội ác của thái tử gây ra. Tiểu nữ cũng không có ý tha cho ngài ấy đâu. Người đó không phải là thái tử. Ngươi dùng chiếc mặt nạ để cứu thái tử thật và âm mưu giết thần sao? Không hay đâu. Trò lừa nho nhỏ của ngươi đã phản tác dụng rồi thưa hoàng thượng. Bất kỳ người nào đeo mặt nạ cũng đều có thể lên ngồi trên ngai vàng. Trò lừa người đã sử dụng sẽ cho phép thần trở thành vua nước Châu Sơn. Sau khi thần đã hạ sát thái tử, ngươi sẽ giết con của ta sao? Dạ thưa nương nương, chúng ta phải chạy khỏi đây ngay. Ta sẽ tới ở bên cạnh hoàng thượng. Còn ngươi, hãy đi cùng cô gái này và rời khỏi hoàng cung ngay lập tức. Nương nữa. Và ngươi hãy đi tìm thống lĩnh thị vệ, báo cáo lại tình trạng trong hoàng cung cho ông ta biết. Và ngươi phải ngăn cản không cho thái tử trở lại hoàng cung. Ngươi có hiểu không? Hạ thần sẽ không bỏ người đâu. Nhanh lên, các ngươi phải đi ngay lập tức. Nương nương. Nương nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy nương nương? Nương nương à. Nương nương đã bị hạ độc rồi. Nương nương, nương nương à, tỉnh lại đi mà. Đây là nước sạch, người hãy uống chỗ nước này vào rồi nhổ ra. Demon! Bảo vệ hoàng thượng. Đi lối này. Nương nương. Nương nương. Nương nương. Nương nương à, người vẫn còn muốn biết rõ sự thật
sao cái chết oan ức của cha người chứ? Những người mà người vừa nhìn thấy chính là những kẻ đã giết cha người. Ta có giấu một cây bình đặt ở trong nhà giường của thái tử. Người hãy đi tìm nó và đưa nó cho Chun Su. Người vừa nói Chun Su sao? Người cần phải đưa nó cho Chun Su. Nếu như người muốn rửa nỗi oan cho cha của người thì hãy tìm chiếc bình đó. Đừng, đừng. Thái tử, phu quân. Đó chính là thái tử thật, bắt hắn mau. Thống lĩnh chỉ chỉ bảo vệ thái tử. Dạ. Không được. Phu quân, chạy mau lên. Phu quân ơi.